Khánh Hân TV xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh. Và hôm nay thì Khánh Hân vừa nhận được một cái comment của một bạn có lẽ là cũng là fan Dâu Tây. Và ngay lập tức thì Khánh Hân sẽ làm một cái video clip để chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Đó là một bạn đã comment là bạn đang có một cái cây dâu và khi mà trồng thì nó bị cháy lá. Còn Khánh Hân TV có cảm giác là chắc chắn là như một cái cây dâu này. Đây là một cái cây dâu mà Nhật Hana. Sau Tết thì Khánh Hân TV có mang vào nhà vài ngày chơi và sau đó thì nó bị cái tình trạng này chị ạ. Thì không biết như thế nào cả, nhưng mà khi mà nó đã bị cháy lá này chị thì chắc chắn là nó đã bị rễ nó có vấn đề. Vậy thì bây giờ là cái cách xử lý như thế nào thì anh chị và các bạn hãy ngay lập tức hái hết những cái lá. Đây Khánh Nhân TV đã hái hết cái lá già đây. Đây các anh chị, hái hết nhá, hái hết lá già. Chỉ mình chỉ để lại cái lá nón thôi. Đấy, thì có nghĩa là hiện tại thì cái bộ rễ nó đang có vấn đề, nó đang không hấp thụ được chất dinh dưỡng và nước đó, thì nó sẽ bị cháy lá như này. Đấy, thì cái ngay lập tức chúng ta sẽ thay một cái chút đất phía bên ngoài nha anh chị nhá. Đây, thì đất bên ngoài thì mình có thể thay là cái giá thể khác. Rồi sau đó mình để lại lá nón và đưa vào trong mát ngay. Thì anh chị các bạn có thể thấy đưa vào mát là như thế này. Thì hiện tại Khánh Hân TV cũng đã đưa vào trong mát đây. Đây anh chị thấy chưa? Đang sẽ đưa vào trong mát nhá. Và có thể để cho nó một chút chút nắng một lúc thôi, buổi sáng, để cho nó có cái khả năng mà có ánh sáng, để nó quang hợp một chút xíu thôi là chúng ta phải đưa vào ngay, và đặc biệt là nắng buổi sáng nhá. Đây anh chị thấy chưa, đây là cái chậu dâu mà như các có thể là như bạn nào vừa, một bạn trên một cái kênh không nhớ tên và đã comment hỏi thì bạn phải làm như thế nhá. Đấy, cắt hết lá già này. Khánh Hân TV chỉ để lại mình cái lá nón này nhá anh chị nhá. Đấy. Vậy thì đến khi nào mà các anh chị lấy ra thì đây, ngay bây giờ thì Khánh Hân TV sẽ quay sang cho anh chị thấy đây. Đây là một số cái chậu mà trước đây nó cũng bị cái tình trạng như vậy đó, cháy lá này chị nhá. Đây, nó cháy lá và Khánh Hân TV đã đưa vào trong mát và cũng ngắt lá và đưa lại trong mát và để như anh chị thấy đây. Đây là cái chậu dâu nó đang phát triển trở lại. Anh chị thấy cái lá non nó đang phát triển lại chưa? Có nghĩa là đây là cái dấu hiệu mà rễ nó đang phát triển mạnh lại nhá. Đây, cái gốc nó rất là to anh chị nhá. Đây. Đấy, anh chị thấy chưa? Đấy, đây là cái gốc dâu trước đây nó cũng tình trạng như thế này nhá. Và hiện tại thì bây giờ nó đã đang phát triển lại. Và không những một chậu mà hai chậu. Đây, anh chị thấy chưa? Đây là cái dấu hiệu là cái gốc rễ nó đang phát triển lại và trước đây nó cũng tình trạng cháy lá đấy. Khi nào mà nó lên mà anh chị đưa nó ra trời nắng, nắng buổi sáng sớm á. Tất nhiên bây giờ thì nó nắng quá thì nó cũng không, như một do cái cây mới phát triển lại giai đoạn đầu trở lại á. Nó đang phát triển lại. Đây anh chị thấy không? Lộc lá nó đang phát triển lại này. Như thế này là nó đang phát triển rễ lại. Và anh chị phải nhớ là trước đây nó cũng tình trạng như thế này nhá, nó cháy này. Đấy, mỗi lần mà những cái cây dâu, chậu dâu mà cháy lá này thì anh chị phải xử lý như thế này nhá. Ngắt hết lá già và đưa vào trong mát. Nếu như mà cái đất xung quanh của nó mà nó bị sót phân thì chúng ta lấy bớt được một chút, để lại một chút đất ở bên trong cái gốc thôi. Và chúng ta sẽ đưa trong mát. Đấy. Và đây là Khánh Hân TV đã xử lý một vài chậu nó đã đang mọc trở lại. Tất nhiên thì hôm trước có hai cây dâu Hà Lan hoa đỏ nhưng mà nó chết mất. Có nghĩa là nó bị đuối, quá đuối rồi, nó chết mất. Thì đây là còn lại những cây dâu và Nhật Hana chị nhá. Thì Nhật Hana thì một trong những dâu mà gọi là dâu cao cấp và đặc biệt thì chất lượng quả nó rất là ngon, rất ngọt, cho nên là Khánh Hân TV đang cố gắng là phục hồi lại. Và ba cây Hà một này, đây là cái cây này cũng đang lại, cái gốc nó rất to đấy chị, và nó đang trồi lại đây. Và đây là hai cây đấy, thì anh chị hãy xử lý ngay, và Khánh Hân TV cũng ngay lập tức sẽ đăng cái video này để trả lời những cái thắc mắc của anh chị và các bạn về cái việc mà dâu nó cháy lá như thế này nhá. Đây anh chị và các bạn có thể thấy rõ hơn là cái chậu dâu nó cháy lá đây. Đó tình trạng nó đó. Hiện tại cái bộ rễ nó đang có vấn đề anh chị nhá. Chúng ta phải lập tức đưa vào trong mát, hái hết lá già. Không để ra ngoài nắng là nó sẽ bị thui chột ngay. Đấy. Chúng ta cũng tưới nước cũng vừa phải thôi, cũng không, cũng vừa độ ẩm vừa phải.
Ở đây thì khách sạn TV có phủ cái một số cái rêu ở dưới gốc đấy để giữ đó. Giữ chứ chúng ta không nên tứ đẩm quá nhá. Đấy thì chúc anh chị chúng ta xử lý thành công những cái gốc dâu nó bị hỏng. Đặc biệt là chúng ta ở xa mà khó mua, thì mà khi chúng ta có chậu dâu mà nó bị như vậy thì nó cũng hơi lãng phí ha, mà đặc biệt là dâu cao cấp. Đấy, chúc anh chị xử lý thành công cái chậu dâu bị cháy lá nhá. Chúng ta phải xử lý ngay, rễ nó đang có vấn đề đấy chị. Đấy, nó đã khi mà nó mọc trở lại đây anh chị nhá. Nó như thế này thì là chúng ta mới mang ra nắng này nhá. Đấy, lá nó đang phát triển lại này, tức là bộ rễ nó đang ổn định trở lại đấy. Đây, coi cho anh chị thấy đây, cái lá non này, lá nón này. Cái lá nón của nó đây. Đấy, khách nhân TV là xin dừng cái video ở đây nhá. Và ngay sau khi mà xem cái video này thì anh chị hãy xử lý ngay nhá.